và chúng ta đang ngồi trên xe cùng với năm đại sứ của thành phố Hồ Chí Minh. Đầu tiên là Rocker Nguyễn. Hey yo, what's up bro? Now we're heading towards Eddie Lương. Yo. Đây là Lemon. Đây là Hai Hai Quán. Rồi, mà mình xin chào tất cả các bạn. Xin chào các bạn, hiện tại là ekip của chúng tôi đang đứng tại sân bay Tân Sơn Nhất. Làm gì ư? Các bạn đón xem nhé. Các bạn ơi, các bạn đang làm gì ạ? Đang chơi. Mà tao tìm không có ra. Ô ô la la thì ra mới trốn đây. Ô ô la la ngồi xuống không tìm đâu nghe. Chào. Chào các bạn đến với đi chơi khai nhập.